Mình sẽ review các loại món ăn chơi ở trong chợ ở Madrid ở bên Tây Ban Nha cho các bạn coi ha. Cái này là nó sẽ có cheese nè, có pico tức là cái miếng dưa leo chua đó, và ô liu, cái trái ô liu đó. Và ở Tây Ban Nha này đó là ô liu, dầu ô liu của thế giới là có 44% của dầu ô liu của Tây Ban Nha. Và cái này cũng là ô liu nè. Và có thịt cá mòi á, thịt cá mòi và cái trái gì quên này, atiso. Bạn thấy cái này nè, cái này là atiso nè. Đây cái miếng vàng vàng mà nó có nhiều lớp á, tự giống như măng đó, cái đó là atiso đó. Và cái này là đồ ăn chua. Và một cái sâu giống như vậy sẽ là 5 euro. 5 euro là tức là cũng phải 6 đồng mấy đô Mỹ ha. Và đây đủ loại hết, cái này là có cheese và cá hồi. Và cái này cheese với là ô liu không. Và cái này là sausage, sẽ nướng lên sausage nè, với lại ở ngoài là trái ô liu. Đây là tất cả những loại ô liu có cheese hoặc là ô liu chua, ô liu cay. Đây cái này là cay, hot and spicy. Một ký này là có khoảng là 20 euro, là tức là gần coi như 25-26 đồng gì đó cho một ký. Trứng à? À có trứng, có trứng cút nè. Và cái này là sausage nè. Cái này là tôm nè, với mực nè. Tôm với mực với con gì, con dòm tiên á. Và còn cái này là sausage nè. Wow, đủ thứ loại hết ha. Cái này là tôm gì đó. Con tôm nè. Tôm với ô liu. Còn cái này là cheese và cá mồi ở chính giữa. Cái kia mực và cái hành nhỏ đó, cái hành nhỏ đó ngon lắm, ngọt lắm. Wow, cái này là mấy loại giống như hamburger vậy đó, nhưng mà đủ thứ loại đồ ăn hết nè. Và đây là bánh atiso, có đủ loại nhân ở trong này ha, có cá salmon, có cheese style, và một cái giống như vậy để mình coi. 6 euro là có khoảng 8 đô Mỹ. Đây là trong chợ này là bán đủ thứ loại đồ ăn. Và vào đây kêu một ly bia, ngồi mua đồ ăn giống như vậy. Wow. Cái này cocktail nè. Cái này là bánh mì seafood nè, seafood bread nè. Wow, cái này là đồ chiên nè các bạn. Tôm chiên, mực chiên, cá chiên. Cá này chiên ngon lắm nè. Anh nhớ đi bên Na Uy hay cái gì đó, mình ăn cái cá chiên này nè. Và ở đây là mình ăn hàu sống nè. Hàu sống á, là 5 euro 4 5 đồng 4 cho một con. Wow, 6-7 đồng cho một con hàu. Và đây ta ăn hàu tươi, uống rượu. Đó cũng có nhiều người ăn à. Đây ha, là con loại số 4 nè, là 2 đồng 8 cho một con nè. Và tùy size ha. Cái size này ra là 5 đồng 4 cho một con, là tiền euro nha các bạn. Loại này loại số 4, loại kia loại số 2 kìa, là 3 đồng mấy một con nè. Đây là những món ăn ready, tức là mình có thể mình mua mình ăn liền được. Cái này là mực nè các bạn. Mực kẹp nè. Cái này là 5 đồng, 5 euro cho một cái. Wow, đẹp quá. Nhìn đẹp rồi. Chưa, mình không ăn thử nhưng mà nhìn là thấy đẹp rồi. Và đây là bánh mì. Cái này là bánh mì giống như là seafood bỏ lên ăn vậy đó. Cái này là 2 cái 7 đồng.
hai miếng bánh mì thịt giống như vậy là 7 đồng, và đây đồ ăn giống như sushi của Nhật nè, một hộp nhỏ giống vậy là 13 euro. Đây sushi các con ơi, sushi bao nhiêu đây thôi là 20 euro rồi nha các con. 20 euro là bên mình là có cái loại ốc này mình chưa thấy qua nè, nhìn ngộ ngộ quá. À, con tôm đó lạ, con tôm đó mắc lắm đó chị. Con càng bao nhiêu con? À, cái đó bữa hổm em coi ở bên chợ bên. Cái này có ốc móng tay nè. Cái này taco mà thịt của tôm hùm ở trong đó đó. Chợ nè, con cá này cá gì đây? Cá gì đây? Cá lạ lắm. Em là chuyên viên câu cá mà cũng biết. Và ở đây là cua hoàng đế. Cua hoàng đế dạ. Hàng này là bán cái gì cũng có dính dáng tới cua hoàng đế. Tất cả mọi món ăn đều có cua hoàng đế. Ở đây có món atiso nướng nè. Đây cái món dồi huyết nè, dồi huyết nè, atiso nướng. Cái này là mọi thứ đều là nướng, bò, mực. Sao mực có bị lớn vậy? 8 đồng nhiều đâu, coi như 10 đô Mỹ á. Quay à? Yes. Thấy ở đây mắc dễ sợ mà. Xong. Ở đây là các loại cá nướng nè, cá mồi nè, smoked sardine, cá mồi đó. Mấy cái món nhỏ giống vậy là 1.50 đồng cho một cái nhỏ xíu để ăn chơi cho vui. Cái đó là món ăn trưa. Và đây là mấy cái sausage. Mấy cái đó là mấy cái kia mà nó lát xuống đó. Người quýt. Dạ. Đúng rồi. Mỗi lần tới nhà con gái chị mà đãi chị nó coi làm ơn cho mẹ ăn cái món gì của Việt Nam. À ha. Và đây là những cái trái cây nó cắt sẵn. Cái cherry. Đây. Đây, cherry nè, một cái bịch nhỏ xíu, một cái ô cái cone nhỏ xíu giống vậy thôi á là 7 euro rồi nè các bạn. Ở bên Mỹ mua một thùng về ăn lè lưỡi luôn. Ok. Thôi, mình video mình sẽ kết thúc tại đây nha. Nãy giờ là mình cũng đã đi ăn đầy bụng đủ thứ món rồi nha các bạn. Đây là chợ của ở Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha. Bye bye.